Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Bộ Ngoại giao đã tổ chức khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới sự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương đã tham dự hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ của ngành ngoại giao mà còn là của toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại của cả nước. Hội nghị diễn ra vào thời điểm tổng kết công tác của cả năm 2023 cũng như nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, là dịp để toàn ngành nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương hướng biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới, đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc tháng 12 năm 2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao, cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, và ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. Ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả thành tựu chung của đất nước. Về vấn đề xây dựng phát triển nền ngoại giao toàn diện hiện đại, Tổng Bí thư yêu cầu phải quan tâm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận như lời căn dặn của Bác Hồ, sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng, hoàn thiện đồng bộ, thể chế, chính sách quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, đổi mới cơ chế phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân với các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực.